asked him about to get started this. So I believe that's one on the live stream from our dilemma. Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa cùng tất cả quý ông bà và anh chị em. Con rất mừng kính chào quý ông bà và anh chị em. Sáng hôm nay chúng ta tụ họp nơi đây và hướng về nơi đây để chúng ta mừng kính đại lễ các thánh tử đạo tại Việt Nam, vì các ngài đã sống một đời cho Chúa, vì các ngài đã tận hiến máu đào của các ngài để sinh ra người có đạo như chúng ta đây. Chúng ta được mời gọi sống trong tâm tình với ngài, với các ngài, để đức tin của chúng ta được triển nở trong đời sống đạo của chúng ta. Thì giờ đây chúng ta tụ họp nơi đây, chúng ta xin các ngài truyền cầu cùng Chúa cho chúng ta, và chúng ta cũng xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh như các ngài, để rồi chúng ta sống trong một xã hội đầy thử thách hôm nay. Chúng ta sống vì đạo, chúng ta sống vì yêu Chúa và yêu tha nhân. Thì xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để ngày hôm nay chúng ta xin các ngài cầu bầu cho chúng ta, để chúng ta có sức mạnh như các ngài, để chúng ta sống vì đạo và vì yêu. On the behalf of Our Lady of Lavang, we welcome those attending Mass with us. Today is a special day for the Vietnamese throughout the world, particularly our community here and the community in the Diocese of Charleston. We gather here this day to celebrate the Vietnamese martyrs. They love God so much, so they say yes to God every day, even the last drop of their blood. So we gather here to ask them to intercede for us, to ask them to pray for us, so that we might be able to live as a Catholic, to live as a human being, so that we continue not only to live, but to build, to create a better society. So let us take a moment to recognize our weaknesses, our failings. We ask for God's mercy and forgiveness. Lạy Chúa, Chúa đến để cứu độ mỗi người chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại nên Chúa đến mặc khải mầu nhiệm tình yêu cao cả của Chúa. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa đến để mời gọi chúng con sống cho Chúa và sống cho tha nhân. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên cả từng trời. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên đời, là Chúa cha con. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Chúa, là con Đức Thiên Chúa cha. Chúa xóa tội trần gian, xin linh nhân ơi chúng con cầu thần. While you are hearing is the glory to God, the song sung by the choir. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều nhân chứng anh dũng, biết hiến dâng bằng sông để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước Việt Nam và toàn thể thế giới. Xin nhầm lời các ngài chuyển cầu cho chúng con biết noi gương các ngài để lại, luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi mãi đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Bài trích sách Ma-ca-bê quyển thứ hai. Hồi ấy có 7 anh em bị bắt cùng với người mẹ. Vua Antiocho cho lấy roi và gân bò đánh họ, bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Môi-se cấm. Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy 7 người con trai phải chết nội trong một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm cậy trông nơi Đức Chúa. Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyên từng người một, lòng bà đầy tâm tình cao thượng. Lời lẽ của bà tuy là một phụ nữ nhưng lại sôi sục một ý chí nam nhi. Bà nói với các con, mẹ không nỡ các con đã hình thành trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể trong mỗi người các con. Chính đấng tạo hóa
càn khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo nên nguồn gốc muôn loài. Chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con thần khí. Bởi vì bây giờ các con trọng luật lệ của người hơn bản thân mình. Bà nói với người con út: Con ơi, con hãy thương mẹ 9 tháng cu mang, 3 năm bú mớm. Mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngần này tuổi đầu. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất muôn loài trong đó mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô. Loài người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng sợ tên đau phủ này, nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con mà chấp nhận cái chết. Để đến ngày Chúa thương xót sẽ trả con và các anh con cho mẹ. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. See that the Father Doc of David Tan and the Vietnamese Catholic at our little band very much follow the rule and regulation for social distance and wearing masks. You are putting the mask. Bài chích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, có Thiên Chúa bên đỡ chúng ta, ai còn chống lại chúng ta? Đến như con một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban con người đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng tay ban phát cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội chúng ta? Chẳng lẽ Thiên Chúa đấng làm nên công chính? Chẳng lẽ Đức Kitô đấng đã chết hơn nữa đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyện cầu cho chúng ta? Ai có thể tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian chung
khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo. Như có lời chép: chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ đấng yêu thương đã thương mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng, cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không gì tách chúng ta ra khỏi được tình yêu của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với mọi người rằng: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có ích lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy. Khi người ngự đến trong vinh quang của người, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Tin mừng của Chúa. Xin Chúa chúc lành và gìn giữ quý ông bà và anh chị em. Thưa quý ông bà và anh chị em, sau nhiều năm qua chúng ta sống ở trên đất nước Hoa Kỳ này, thì chắc lẽ chúng ta chứng kiến rằng tai nạn xe cộ, tai họa, đó là một cái đổ máu nhiều nhất trong thời đại chúng ta đang sống. Như vậy, đổ máu có nhiều cách. Nhưng mà khi chúng ta thấy cái việc đổ máu, chúng ta cảm thấy tội nghiệp họ. Khi chúng ta thấy đi đường gặp những người bị tai nạn xe, hay là tai nạn cách này cách khác đi làm, tai nạn vì chiến tranh, đổ máu về chiến tranh, và đổ máu có nhiều cách. Và ngày hôm nay chúng ta tụ họp nơi đây để chúng ta mừng kính các thánh tử đạo tại Việt Nam.
các ngài đổ máu, mà một những mọi giọt máu của các ngài đổ rất cao đẹp, rất tốt lành và rất quý giá. Như vậy cho chúng ta thấy rằng đổ máu có nhiều cách, nhưng mà cách cao đẹp nhất đó là đổ máu cho niềm tin, đổ máu cho một tình yêu cao cả. I would like to translate a little bit about Father David's homily. He basically just talking about the comparison of blood sampling for you can see that there are many ways, like you can see the blood in the war, in a traffic accident. But here, you know, back 400 years ago, the Vietnamese martyr, they shed blood for their faith. This is the blood that very reverent, different from the blood that you see from. Khi các ngài làm nhân chứng cho đức tin như vậy, các ngài đã tôn thờ Chúa Giêsu Kitô, tôn thờ thập giá và các ngài vác thánh giá, thì từ đó không thể nào các ngài mà dậm chân lên cái thánh giá, lên đứng mà các ngài thờ. Đó là một điều minh chứng cho chúng ta. Các ngài làm nhân chứng cho Đức Giêsu Kitô trên quê hương đất nước thân yêu của chúng ta. Và nhờ các ngài mà nước Việt Nam của chúng ta được sinh ra làm con của Thiên Chúa. Nếu chúng ta nhìn lại trong quá khứ lịch sử của Giáo hội Việt Nam, khi Giáo hội Công giáo chưa được bày tỏ, sáng lập trên Giáo hội Việt Nam, người Việt Nam chúng ta vẫn có cái niềm tin chúng ta gọi là ông trời. Nhưng khi đạo Công giáo được đến với đất nước chúng ta qua những người đi truyền giáo, thì chúng ta được gọi là Chúa Trời. Như vậy cho chúng ta thấy, nhờ giáo hội truyền giáo để chúng ta nhìn đến Chúa Giêsu Kitô, nhìn đến Chúa là người dựng nên muôn loài, và từ đó hạt giống được nảy mầm. Và trong quá trình lịch sử thì con thấy một vua An, một linh mục An, trước khi ngài bị chém, thì ngài nói với họ: xin các ông chém tôi 3 nhát. Nhát thứ nhất là cảm ơn Thiên Chúa đã gửi tôi qua Việt Nam để truyền giáo, để mang đạo Công giáo vào Việt Nam. Lá chém thứ hai để tỏ lòng kính nhớ cha mẹ của tôi đã dựng nên tôi. Và lá dao thứ ba để làm gương sáng cho người Việt Nam của chúng ta. Đó là anh hùng tử vì đạo. Trên đất nước chúng ta có trên 130.000 các thánh tử vì đạo, nhưng giáo hội chỉ phong thánh được 117 vị, trong đó có 92 vị là người Việt Nam. Như vậy cho chúng ta thấy rằng các ngài đã làm nhân chứng cho đức tin, đổ máu đào, thà chết
Các ngài đã tôn thờ Thiên Chúa thì các ngài không thể nào mà dẫm dưới chân được. David just say about the witness that the Vietnamese martyr have done for descendants. And then he also told a story about one of the Vietnamese martyr who asked the executor to strike them three strike when they yield the sword to kill the martyr. So the first strike is for the to dedicate for the Catholic faith. The second strike dedicate for the parents. And the third strike is to be to dedicate for the children to so that the story is yet told. Nhưng mà con nghĩ chúng ta được mời gọi sống vì đạo và sống vì yêu. Con người sống vì đạo, sống vì yêu thì không những noi gương các ngài nhưng xây dựng một thế giới cao đẹp hơn. Thì câu hỏi cho chúng ta mỗi người, chúng ta suy nghĩ, chúng ta làm như thế nào để sống vì đạo? Chúng ta sống như thế nào để chúng ta sống vì yêu? Chúa nói trong bài đọc 2, yêu là cho đi, yêu là chết đi. Và trong bài Tin Mừng cũng nói, ai muốn cứu mạng sống mình thì mẹ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ được cứu mạng sống ấy. Như vậy đó là những lời mời gọi mà để giúp cho chúng ta bảo vệ và gìn giữ những nét đẹp của quê hương Việt Nam, tổ quốc của chúng ta, hay là dân tộc của chúng ta, văn hóa của chúng ta. Thì con muốn đưa ra 3 điểm để giúp cho chúng ta nhớ và giúp cho chúng ta giữ lại và khắc phục và loan truyền cho thế hệ mai sau. Cái điểm thứ nhất đó là người Việt Nam của chúng ta có tinh thần yêu quý dân tộc. Tuy rằng là chúng ta đã tha hương rất lâu, nhưng mà chúng ta luôn luôn vọng về quê mẹ. Chiều chiều ra đứng biển đông, nhìn về quê mẹ một lòng nhớ thương. Thưa quý ông bà anh chị em, điều đó chứng minh được là trong tháng vừa qua, bão lụt ở miền Trung đã làm cho bao nhiêu người sống trong cảnh đau khổ. Và cái sự hưởng ứng của ông bà anh chị em ở hải ngoại rất tích cực, rất quảng đại, đóng góp để gửi về giúp cho những anh chị em của chúng ta sống trong cảnh nghèo khổ, khốn cực. Đó là một minh chứng cho chúng ta thấy lòng yêu quý dân tộc của người Việt Nam của chúng ta. Và trong cái địa phận Charleston này, trong cộng đoàn chúng ta và liên cộng đoàn cũng gửi về, con nghĩ trên 10.000 để giúp cho họ. Cái điểm thứ hai nữa là người Việt Nam chúng ta rất hòa nhã và hài hòa. Người Việt Nam của chúng ta có một cách sống hòa nhã đó cũng giống như cây tre vậy. Cây tre nó tượng trưng cho người Việt Nam của chúng ta. Nó dễ uốn, nó dễ hòa nhập, nó dễ hội nhập với mọi thời đại. Nếu chúng ta tới đây, chúng ta thấy trong trận bão vừa qua,
những cây cổ thụ lớn lâu năm bị ngã, nhưng cây tre ở ngoài ngõ chúng ta bước vào, dù có bão đi nữa, nó uốn, nó cong, nó vẫn đứng lên lại, nó không bị ngã. Và cây Việt Nam của chúng ta có một cái biểu tượng về cây tre là ở Việt Nam gọi là cái gì quê làng à? Còn cái gì quê làng? Không phải, ở Việt Nam có cái lũ quê làng, lũ tre làng. À. Lũy tre làng, ok, lũy tre làng. Cho chúng ta thấy rõ cái lũy tre làng nó nói lên cái sự bảo vệ cho nhau, nói lên cái sự giúp đỡ nhau để bảo vệ cho nhau. Đó là cái sự hòa nhã của người Việt Nam của chúng ta. Chúng ta hòa nhập vào trong một cái xã hội ngày hôm nay. Chúng ta đi làm được người Mỹ, họ tôn trọng chúng ta. Bởi vì cái sự hòa nhã đó, bởi vì cái dễ uốn đó, như cây tre vậy. Đó là một điều, một cái điểm son của người Việt Nam của chúng ta. Còn bên cạnh đó còn một cái điểm son thứ ba đó nữa là người Việt Nam chúng ta rất siêng năng, cần cù, chịu khó. Và còn có một tấm lòng vươn lên. Chúng ta thấy chúng ta qua đây trong 40 năm qua, người Việt Nam chúng ta phải nói là thành công. Thành công nơi cuộc sống, thành công nơi gia đình, con cái của chúng ta học hành đâu vào đó, tiến tới. Đó là cái sự thành công, cố gắng, siêng năng và vươn lên của chúng ta để thúc giục các em. Father David Phan talking about how the Vietnamese American Catholic live for their faith, to look up to the Vietnamese model and live for their faith. And he pointed out three points. The first one, that the Vietnamese Catholics, American Catholics in America have very strong love for the other country. And the second point is that the Vietnamese American Catholic is very live in kindness and harmony in the American society. And the third point is he said that the Vietnamese American Catholic is very hardworking and an ambitious in the society. Chúng ta là những người được mời để rồi chúng ta sống vì đạo. Vì đạo mà chúng ta sống. Vì yêu mà chúng ta sống. Nếu chúng ta nói với tự mình như vậy thì con nghĩ cái đời sống của chúng ta sẽ mang lại ích lợi không những cho chúng ta nhưng mà ích lợi cho xã hội chúng ta đang sống. Ngày hôm nay chúng ta đến đây để kính nhớ, mừng kính các vị anh hùng đã đổ giọt máu đào để sinh ra con người có đạo như chúng ta, để tiếp nối cái công cuộc đó. Chúng ta được mời gọi tác tạo. Chúng ta tác tạo bằng cách chúng ta sống vì đạo và sống vì yêu Chúa, yêu người. Và ngày hôm nay chúng ta hướng về nơi các ngài để xin các ngài cho chúng ta sức mạnh, để sức mạnh đó chúng ta có thể sống vì đạo và chúng ta sống vì yêu. Con kính mời ông bà chị em chúng ta đứng để chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh. Just to conclude the homily, he just said that so he encouraged the Vietnamese American Catholics to just look up to the Vietnamese model, to continue to live for their faith and for their love in faith.
Sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa Thần bởi Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành. Cùng đoàn thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta là để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Did the profession of faith? Người đã nhận thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đánh và thập giá vì chúng ta. Đời quan phong Phi-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng. Ta người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời cứ bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ trời đánh trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Không bao giờ cùng tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, là trời cũng trong sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn kính cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người là các tiên tri mà phán dạy, tôi tin hồi sông di nhân, thanh thiền, công giáo và tông truyền. Tôi chính không có một phép rửa để tha tội. Tôi trông cười kẻ chết sông lại à. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nhiều vị thừa sai và các bậc tiền nhân của chúng ta đã can đảm làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô bằng chính bằng sống của mình. Máu của các ngài đã đổ ra để nảy mầm hạt giống đức tin cho muôn bao thế hệ. Trong ngày mừng kính các thánh tử đạo tại Việt Nam hôm nay, chúng ta hãy lên những lời nguyện xin. Trong niềm vui ngày tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta hãy chân thành cảm tạ Chúa cho chúng ta được hồng phúc là một phần tử trong giáo hội Việt Nam. Xin cho gia đình chúng ta, cộng đoàn chúng ta và hội thánh chúng ta trở nên một thân thể trong Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Chúng con cùng nguyện xin. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Chúng ta hãy nguyện xin và chúc lành ban thêm niềm tin cho người Công giáo Việt Nam tha hương, để họ luôn biết sống và thực hành đời sống đức tin vững mạnh giữa xã hội tục hóa ngày nay. Nhờ nỗ lực thực thi lời Chúa, yêu mến Thánh Thể và mạnh bạo làm chứng về tình yêu của Chúa. Chúng con cùng nguyện xin. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Trong giây phút linh thiêng hướng vọng về quê hương nghìn trùng xa cách, chúng ta hãy xin cảm tạ Chúa muôn vàn hồng ân đã ban những giọt máu đào của chứng nhân tử đạo thấm sâu vào lòng đất mẹ để nuôi dưỡng đức tin chúng ta. Thì giờ đây chúng ta hãy khiêm tốn nài xin Chúa tiếp tục phù trợ giáo hội Việt Nam và tổ quốc Việt Nam thân yêu. Chúng con cùng nguyện xin. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Trong tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa, chúng ta hãy xin Thiên Chúa chúc lành cho liên đoàn của chúng ta,
Charlottetown, Columbia, Greenville, Myrtle Beach, Rock Hill, và xin Chúa ban cho mỗi cộng đoàn chúng ta luôn có tấm lòng hăng say cộng tác để xây dựng tình huynh đệ bác ái với nhau. Chúng con cùng nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Giờ đây, nhờ Mẹ Maria, Thánh Giuse, các thánh và đặc biệt các thánh tử đạo tại Việt Nam chuyển cầu, xin Chúa chúc lành và gìn giữ mọi người tham dự thánh lễ ngày hôm nay, cùng với những ý lễ được dâng chân thánh lễ hôm nay và những ý nghĩa riêng của mỗi người nơi đây. Chúng con cùng nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con ca ngợi tình thương và sức mạnh của Chúa để thể hiện nơi sự yếu đuối mỏng giòn của các thánh tử đạo tại Việt Nam. Xin nhận lời chúng con khẩn nguyện và giúp chúng con luôn sống trung thành với đức tin và gương sáng của các bậc tiền nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Thank you.
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng ta được Thiên Chúa toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, Chúa đã vui lòng chấp nhận lễ hy sinh của các cha ông chúng con. Xin cùng thương nhân của lễ tiên dâng đây, làm cho chúng con trở nên của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã kêu gọi các bậc tiền bối của chúng con bước theo Đức Kitô trên con đường thập giá để làm chứng cho Cha. Ngay từ lúc tin mừng mới được loan báo trên quê hương đất nước chúng con, nhờ Cha ban ơn trợ giúp những người con vốn là mong giòn yếu đuối đã trở nên can đảm phi thường. Chính khi các ngài chịu chăm về đau khổ, Cha đã biểu lộ mọi người thấy sức mạnh của tình thương. Vì thế cùng với triều đại thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các ngài hùng vĩ, trời đất này vinh quang Chúa. Lạy Chúa, Chúa thần là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi một mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn dâng lời chúng tụng, bè ra và trao cho các muôn đệ và nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì đây là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn, lấy chén rượu, tạ ơn dâng lời chúng tụng và trao cho các muôn đệ và nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, nguyện Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Giáo Mục Robert chúng con và toàn thể dân riêng của Chúa.
Xin Chúa cũng nhớ đến những ý lễ mà chúng con cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay, và đặc biệt những linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Và xin Chúa cũng gia tăng niềm tin của Chúa cho chúng con, để chúng con luôn luôn sống vì Chúa, vì yêu Chúa. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và cho ông Người, và mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần, đến muôn đời. Chúng ta được mời gọi sống vì đạo, vì yêu, thì giờ đây chúng mà Chúa đã dạy chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trong trời, được Cha chúng con, xin Cha hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con ra chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc của ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng tấp tội chúng con, nhưng nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, xin ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa ở cùng tất cả quý ông bà và anh chị em. Giờ đây mời mình quý anh chị em cúi đầu để chúng ta chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đừng xóa tội trần gian, phúc cho chúng ta được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Xin mình và mọi thánh chúa phục sinh gìn giữ chúng con và ban cho chúng con được sự sống đời đời. Oh.
Vì dịch bệnh đang còn lây lan thì con cũng mời quý bạn chị em chúng ta cũng khi chúng ta lên rước lễ thì chúng ta cũng để chừa cái khoảng cách để bảo vệ cho nhau. Và khi chúng ta bước ra khỏi nhà thờ, chúng ta cũng để cho những người đằng sau ra trước của chúng ta. Như vậy thì chúng ta cũng bảo vệ cho cái nhau bởi vì chúng ta yêu thương nhau. À, con cảm ơn quý bạn chị em. Protect you, grace upon you. As Kathy requests, I would like to just summarize a little bit about the homily that Father David had earlier of the Mass. So he basically told about the model of the Vietnamese martyrs. They are having the witness of Christ, and they have died for their faith. But they also wish that the martyr also wish that their descendant, which is we are today, to follow their footsteps, to become the witness of Christ, to live for our faith and to live for our love of God. And then he also gave out, like I just say, that 3 points how to live our life for our faith: by love for the country, live in harmony and kindness, and to be the hard working and to be ambitious.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa lãnh nhân mình và máu thánh Đức Giêsu Kitô con Chúa để mừng các thánh từ đạo tại Việt Nam, xin cho chúng con vẫn một lòng tin tưởng giữa bao thử thách của cuộc đời, để mai sau cùng với các ngài chung hưởng phúc vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Bây giờ đây con mời quý ông bà chúng ta cùng quy để chúng ta xin cầu các thánh từ đạo Việt Nam bầu cử cho chúng ta. Now we they just have the special prayer to the Vietnamese martyr. This is the litany of Vietnamese saint. You hear that the name of 117 Vietnamese martyr saint, and the response is pray for us in Vietnamese. Thank you.
Thank you.
Cảm ơn quý bạn chị em đã yêu Chúa, để chúng ta vì yêu và vì đạo cho nên chúng ta đến đây mỗi ngày Chủ nhật để chúng ta tôn thờ Thiên Chúa của chúng ta. Và xin Chúa cũng chúc lành cho quý bạn chị em một ngày được bình yên với khỏe mạnh. Giờ đây con mời quý bạn chị em đứng để chúng ta kết thúc thánh lễ. Cùng anh chị em và Chúa.
Xin Thiên Chúa toàn năng, à Cha và Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Xong cho quý ông bà và anh chị em đi bằng yên để phụng sự Chúa và sống vì đạo và vì yêu. Ta what you are hearing is a beautiful song, tribute to the Vietnamese martyrs. It's very popular among the Vietnamese Catholic. Just a tribute to the Vietnamese martyr. You hear that at every feast day of celebration of Vietnamese martyrs. And very popular among the Vietnamese